Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát đà thăng tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tổ chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, độc lập chi hầu. 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, nắm rõ được thiên cơ, biết được mệnh trời, làm đâu thắng đấy, tiền bạc ầm ầm đổ về nhà, có tiền tỷ nhét đầy két. Thưa quý vị, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đây là một tuổi đẹp, cả nam mạng và nữ mạng, cuộc đời đều dễ thành công trong sự nghiệp từ rất sớm. Đa phần họ đều là người thông minh, sáng tạo, dễ gặp được may mắn và đường đời hay có quý nhân phù trợ. Đối với nam Mậu Thân, về hôn nhân, nam Mậu Thân cũng thường gặp được người phối ngẫu ưng ý, xinh đẹp, gia đạo hạnh phúc. Tuổi Mậu Thân nam mạng cho thấy, quý ông là người thông minh, tận tâm và tận tình trong mọi phương diện mà mình làm. Đây là những người có tâm hồn phóng khoáng, không bị gò bó bởi bất cứ ai và bất cứ lý do gì. Chính vì thế nên phương diện như công danh, sự nghiệp, tình duyên của quý ông sẽ có nhiều chuyển biến đáng chú ý trong giai đoạn trung vận. Tuổi Mậu Thân 1968 nữ mạng, quý cô là người tốt bụng, có chí hướng. Những người này luôn thích sự tự do, bay nhảy, không muốn ai điều khiển cuộc đời của mình. Ngoài ra với bản chất ham làm việc, không ngại gian khó vất vả, nên quý cô thường sẽ thành đạt rất sớm. Vì thế mà con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc cũng như tình duyên của quý cô tuổi Mậu Thân cũng thăng hoa ở trung vận. Để có những cái nhìn khách quan chi tiết nhất về vận số của mình dưới đây, các chuyên gia tử vi của Minh Đường Tử Vi xin được đưa ra bình giải tử vi về các phương diện đời sống, công danh, sự nghiệp, tình duyên đến cho quý cô. Theo tử vi tuổi 1968 năm 2024, nhờ được hưởng năng lượng tương sinh ngũ hành trong năm ngũ hành hỏa, nên vận số của người mệnh thổ năm giáp thìn khá tốt, xuất hành đi lại gặp nhiều thuận lợi, lại được quý nhân trợ giúp, trong cuộc sống cũng có nhiều tin vui đưa tới, mưu cầu danh vọng cũng khá tốt. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để xuất tiền vào đầu tư kinh doanh cho người mệnh thổ, có can mậu hành thổ, kết hợp với can giáp hành mộc của năm chủ về tương xung. Xem tử vi tuổi 1968 năm 2024 cho biết, năm giáp thìn nếu bản mệnh có ý định thay đổi hay mở rộng công danh sự nghiệp thì không ít nên an phận cố gắng phấn đấu cho công việc hiện tại. Bên cạnh đó, do hành thổ khắc mộc dẫn tới vợ chồng con cái bất hòa hay mâu thuẫn nên tâm sự và cảm thông cho nhau nhiều hơn để xoa dịu mối quan hệ. Ngoài ra, trong năm giáp thìn người này có hạn thị phi tranh cãi, phải chú ý lời ăn tiếng nói cũng như hành động ứng xử. Xem tử vi tuổi Mậu Thân năm 2024 cho biết, địa chi thìn ngũ hành thổ tương sinh với ngũ hành kim của tuổi Thân nên sẽ mang lại nhiều chuyện vui may cho người tuổi Thân, chủ về thêm thành viên trong gia đình. Tuổi Thân gặp năm thìn là tam hợp nên mọi sự đều tương đối thuận lợi, nhờ ảnh hưởng tích cực từ địa chi thìn của năm mà người tuổi Thân có thể dễ dàng nhìn thấu mọi sự, lập kế hoạch một cách chính xác, cảm xúc bất ổn của người tuổi Thân cũng được địa chi thìn xoa dịu một cách hoàn hảo. Theo tử vi tuổi Mậu Thân năm 2024, cung phi của tuổi là Khảm, thuộc Thủy, gặp cung phi Chấn, thuộc Mộc của năm. Hợp thành thiên y, tốt cho sức khỏe, bệnh tật mau qua, tiền bạc dồi dào và được bạn bè người tốt hỗ trợ. Ngũ hành cung phi của năm giáp thìn là Mộc, lại được ngũ hành Thủy của tuổi tương trợ, nên chủ về hao tố tiền của vào nhiều vấn đề, công việc làm ăn cũng chưa mấy thuận lợi, cần chú ý về vấn đề sức khỏe. Và trước khi vào phần luận giải chi tiết 6 tháng đầu năm 2024 tới, tức tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 âm lịch, tôi sẽ bật mí về tử vi tuổi Mậu Thân 1968 năm 2024,
theo sao hạn năm 2024, để cô bác anh chị biết được mình phải cẩn trọng và đề phòng những tai ương hiểm họa nào, cũng như có thể nắm bắt cơ hội trong năm để mọi việc được thuận lợi suôn sẻ. Năm sinh 1968, tuổi Can Chi, Mậu Thân, số tuổi xem tử vi 57 tuổi âm lịch, giới tính, nam mạng, mệnh ngũ hành, đại trạch thổ, thiên can, mậu thổ, địa chi, thân kim, cung mệnh, nam cung khôn, nữ cung khảm. Thưa quý vị, trong năm 2024 tới đây, tuổi Mậu Thân nam mạng được sao Thủy Diệu chiếu mệnh, đây là sao tốt chủ về tài lộc vượng. Trong nhà có nhiều chuyện vui mừng, hỷ sự, sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu. Nói xấu sau lưng, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Tiểu kết, năm có sao tốt chiếu mệnh, nam mạng Mậu Thân gặp nhiều may mắn, trong nhà có chuyện vui mừng, có hỷ sự, tuy nhiên đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là tai nạn về đường sông nước, ngoài ra, chú ý vấn đề ăn uống, tránh nguy cơ bị ngộ độc. Cách hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng một tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapir, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Thưa quý vị, trong năm 2024 tới đây, nữ mạng tuổi Mậu Thân được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức là phúc tinh mang lại may mắn, an vui, trong nhà có hỷ sự, sao này tốt nhất là vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo, năm gặp hạn tam kheo cần phải đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, thương tật ở tay chân, đề phòng các bệnh về xương khớp và mắt. Tiểu kết, năm có cát tinh chiếu mệnh, nữ mạng Mậu Thân gặp nhiều điều cát lành, tinh thần phơi phới, trong nhà có hỷ sự của con cháu, có điều cần đề phòng sức khỏe suy giảm. Đương số dễ mắc các chứng bệnh về khí huyết, xương khớp hay thị lực, đi đứng cẩn thận, đề phòng bị tai nạn bất ngờ hoặc té ngã. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng, điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật, điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Còn bây giờ chúng tôi sẽ luận giải giúp cô bác anh chị 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Cô bác anh chị cũng có thể lấy giấy bút để ghi nhớ lại những điều mà chúng tôi luận giải. Những tin hoa này chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của cô bác anh chị. Đầu tiên xét về phương diện sự nghiệp. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong 6 tháng đầu năm này, mở ra những cơ hội phát triển, thăng tiến, dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này. Nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Giai đoạn này bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy, bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh.
cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt. Tuổi Mậu Thân càng thêm hăng say cống hiến, bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái, thì bản mệnh cũng rất cầu tiến, ham học hỏi, nên khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường. Điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, 6 tháng đầu năm âm lịch này vận quý nhân của tuổi Mậu Thân cũng khá vượng, các tinh hữu bậc tượng trưng cho sự nâng đỡ. Các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa, dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả đúng với mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý nhỏ là khoảng thời gian này có hung tinh Bạch Hổ rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy thuộc ở mỗi người. Rất cần sự thận trọng chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không vướng va u thị phi tiểu nhân. Tử vi tài lộc của người tuổi Mậu Thân 1968 trong 6 tháng đầu năm âm lịch 2024. Trong giai đoạn này, tài lộc của tuổi Mậu Thân có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền diễn ra suôn sẻ, nhiều khoản thu vào. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc, thời điểm này thứ tài dồi dào, nhất là vào giai đoạn từ tháng 2 trở đi. Khi bản mệnh đón không ít tin vui về thu nhập hiện có, đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả. Người kinh doanh, buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng hốt bạc từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thể hiện trong 6 tháng đầu năm âm lịch này. Các mối quan hệ trong giai đoạn này rất hài hòa. Bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người, nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để các mối quan hệ xã giao thì việc đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Tử vi sức khỏe của người tuổi Mậu Thân 1968 trong 6 tháng đầu năm âm lịch 2024. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất bệnh báo hiệu sức khỏe của Mậu Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể mình. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Công việc bận rộn khiến bạn bị cuốn đi, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Ngoài ra, tháng này Mậu Thân còn chịu ảnh hưởng từ hung tinh Bạch Hổ, cần chú ý đề phòng bị thương ở chân tay do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Khi tham gia giao thông phải tỉnh táo, giữ khoảng cách an toàn kẻo sơ suất xảy ra tai nạn dẫn tới thương tật. Tử vi tình duyên của người tuổi Mậu Thân 1968 trong 6 tháng đầu năm âm lịch 2024. Về tình duyên, tử vi tháng mới nhận xét, đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào với tuổi Mậu Thân khi nhân duyên tìm tới. Thời gian này là thời điểm lý tưởng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi cho con cái. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Mậu Thân 1968, theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Xem tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Mậu Thân có một tháng làm việc hiệu quả và hăng hái nhờ có chính quan nâng đỡ ngay từ đầu tháng. Khả năng làm việc và các kỹ năng chuyên môn của bạn đã được cải thiện rất nhiều và bạn có thể hoàn thành số lượng lớn nhiệm vụ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong quá trình làm việc, để mọi thứ được suôn sẻ và thuận lợi từ đầu tới cuối, Mậu Thân đừng quên tập trung vào việc giao tiếp với sếp và đồng nghiệp, lập kế hoạch cho nhiều mục tiêu dài hạn và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, thay vì làm mọi thứ một cách máy móc và thụ động. Tháng này, những người tuổi Mậu Thân sẽ có vận may tài chính rất tốt, cụ thể bạn sẽ có cơ hội tham gia một số hoạt động đầu tư và cho vay. Nhưng hãy cẩn thận lên kế hoạch sử dụng vốn hợp lý và đừng bị lóa mắt bởi lợi nhuận cao hấp dẫn. Ngoài ra, nếu còn thời gian và sức lực, bạn cũng có thể thử tham gia vào các hoạt động sáng tạo. Điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội tài chính hơn. Về mối quan hệ, sao Bách Việt mang tới nhiều mối nhân duyên bất ngờ. Những người độc thân có thể gặp người phù hợp với mình thông qua mạng xã hội, trong khi những người đã có đôi dự kiến sẽ trải qua một tháng êm ả, không có vấn đề nào xảy ra giữa hai bạn. Xem tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 2 âm lịch của năm 2024. Bước sang tháng mới, người tuổi Mậu Thân có được sự lạc quan và tự tin trong mọi vấn đề nhờ có sao Thiên Đức che chở. Dù vẫn có những thách thức nhất định, nhưng nhờ sự bình tĩnh của mình,
bản mệnh có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp hợp lý cho từng vấn đề, ghi dấu ấn của riêng mình. Ở giai đoạn cuối năm này, nếu muốn có sự đột phá trong công việc, thì bạn cần phải chăm chỉ tích lũy kiến thức, nâng cao kỹ năng và cố gắng sắp xếp các kế hoạch khoa học hơn. Chỉ cần bạn kiên trì và không ngừng học hỏi phát triển, thì bạn sẽ sớm thấy được kết quả xứng đáng. Tháng này tài chính của những chú khỉ cũng rất lý tưởng. Bạn xử lý các khoản đầu tư kinh doanh khá khôn ngoan, lợi nhuận liên tục đổ về. Một vài cơ hội đầu tư sẽ đến nhưng bạn vẫn nên đề cao tính an toàn để tránh rủi ro, đừng đặt lợi ích tài chính của bạn vào tình thế bấp bênh. Về phương diện tình cảm, tháng này đường tình duyên của Mậu Thân khá tích cực. Đối với những người độc thân, bạn có thể có một số tương tác với những người thú vị vào thời điểm này. Đối với những người đang trong một mối quan hệ của hai bạn cũng sẽ trở nên bền chặt hơn. Xem tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 3 âm lịch của năm 2024. Tháng này sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân tiến triển khá tốt, nhờ gặp các tinh ấn quan chiếu mệnh, con giáp này có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra, thậm chí còn làm tốt hơn cả mong đợi ban đầu. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn, nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, kết quả tốt đẹp. Cần lưu ý rằng, tại môi trường làm việc, bạn vẫn cần phải chú ý đến thân phận và vai trò của bản thân. Đôi khi bạn sẽ gặp phải tình huống cảm thấy xung quanh không có ai hiểu mình. Nhưng đừng quá đề cao cái tôi, hãy chú ý đến lời nói và hành động của mình để tránh những hiểu lầm không đáng có. Tuổi này cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tháng, từ cả hai nguồn thu phụ và chính, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu, bạn đang chứng tỏ mình đi đúng đường, đúng hướng và có khả năng nói được làm được. Nhìn chung tài vận trong tháng khá ổn định, nhưng không phải thời điểm để mạo hiểm hay mở mang quy mô một cách vội vàng, nhất là khi bạch hổ hung tinh rình rập. Hãy cẩn thận đừng tham lam, càng nên tránh đầu tư mù quáng, tốt nhất bạn nên tích lũy và chờ thời, hãy lên kế hoạch sử dụng tiền thật tốt. Xem tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 4 âm lịch của năm 2024. Tử vi các tin dự báo một tháng mới đầy năng lượng và may mắn dành cho người tuổi Mậu Thân, mặc dù không có nhiều bất ngờ hay biến động, nhưng tình hình chung cũng không có sự cố hay khó khăn gì đặc biệt khó chịu xảy ra, vận khí của bạn đang ở trạng thái ổn định, có thể yên tâm làm việc mình muốn. Đối với những chú khỉ, tháng này bản mệnh có thể đảm nhận những trách nhiệm mới và cải thiện kỹ năng lãnh đạo và quản lý của mình. Sự uy tín của bạn giúp bạn tạo dựng được lòng tin với tất cả mọi người. Những điều này có được là bởi bạn luôn biết cách phối hợp và giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong nhóm. Tài chính của bạn khá lạc quan trong tháng này, bạn có thể nắm bắt một số cơ hội đầu tư đúng đắn với mục tiêu tích lũy tài lộc trong tương lai. Nhưng bạn cũng cần chú ý đến rủi ro khi quản lý tài chính và những thay đổi bất ngờ của thị trường, đồng thời cẩn thận khi hợp tác với người khác, tránh tin người mù quáng. Đối với những người tuổi Mậu Thân độc thân, bạn có thể gặp được một người đặc biệt, khiến bạn cảm thấy được thôi thúc muốn yêu và được yêu. Đối với những người tuổi Mậu Thân đã có bạn đời, thì cả hai rất hòa hợp và có mối quan hệ ổn định, nên hai người nên sắp xếp một số hoạt động lãng mạn để nâng cao mối quan hệ. Xem tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 5 âm lịch của năm 2024. Tháng mới là khoảng thời gian hung cát đang xen với người tuổi Mậu Thân, bạn có thể gặp một số thử thách nhỏ trong công việc, nhưng vẫn có thể vượt qua bằng sự chăm chỉ và kinh nghiệm của mình. Đặc biệt, việc hỏi ý kiến và tư vấn của các đồng nghiệp thâm niên trong công việc sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân của bạn. Các mối quan hệ dù xã giao hay thân thiết đều giúp đỡ bạn rất nhiều, bởi thế, dù khó khăn và thử thách tìm đến, bạn cũng không nên lo lắng vì các quý nhân luôn đứng sau sẵn sàng phù trợ, giúp đỡ bạn bước lên bậc thang mới mỗi ngày. Tài lộc trong tháng này cũng không có nhiều, thu nhập vẫn thế, mà lại có điểm báo tiêu tốn tiền bạc, có thể còn bị thâm hụt vào những khoản tiền tích lũy khi tiểu hao xuất hiện. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá mức lo lắng, vì tới cuối tháng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn dưới sự che chở của chính tài. Chuyện tình cảm cũng không biến động gì nhiều, tuổi này biết cách ứng xử nên không gây mâu thuẫn, khúc mắc với nửa kia. Cũng có lúc hai người phát sinh vấn đề không vừa ý về nhau, nhưng cuối cùng đều hòa giải trong yên bình, tìm được tiếng nói chung khi giải quyết vấn đề. Xem tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 6 âm lịch của năm 2024. Tuổi Mậu Thân thể hiện bản thân khá tốt trong tháng mới, nên các phương diện đều tiến triển đều đặn, càng về cuối năm càng có nhiều cơ hội và thách thức mở ra trước mắt. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén và thông minh của mình, bạn đều có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ, giành được thành tích tốt. Con giáp này trong tháng còn được quý nhân giúp đỡ, nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, không còn chần chừ hay do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa.
Bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ, khó khăn có thể gặp phải. Tuổi Mậu Thân còn đón một tháng vượn tài lộc nhờ được cả chính tài và thiên tài hỗ trợ. Bạn nên chú ý đến một số cơ hội đầu tư và kế hoạch tài chính có giá trị thực. Đặc biệt, đối với những dự án đòi hỏi sự kiên nhẫn và tích lũy lâu dài, thì hãy kiên trì rồi sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Vận may tình cảm cũng sẽ tìm đến với tuổi Mậu Thân nhờ các tinh thái âm chiếu mệnh. Người ấy rất quan tâm và chiều chuộng bạn. Đối với những người yêu đơn phương, dường như bạn vẫn còn đang thiếu tự tin, chưa dũng cảm bước gần đến đối phương, thì tháng này cũng rất thích hợp để bạn thổ lộ tình cảm thực sự của mình. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị cô bác đến với phần hóa giải hung cát trong 6 tháng đầu năm này, để có một năm phút thái an khang, tài lộc dồi dào thịnh vượng quý vị nhé. Cách phòng tránh và hóa giải vận xui trong năm 2024 dành cho tuổi Mậu Thân. Mặc dù 2024 được đánh giá là năm cát lành, may mắn đối với người tuổi Thân, nhưng không vì thế mà đương số hành sự bất cẩn. Vẫn có những khúc thăng trầm do ảnh hưởng của năm cuối tam tai. Vì thế, để phòng tránh và hóa giải xui xẻo từ vận này, tuổi Thân nên làm những việc sau. 1. Cảnh tĩnh bản thân bằng lối sống khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà các khí vượng nhiều may mắn, thì đương số lại càng cần đề cao tính này. Luôn giữ vững tinh thần ham học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn, hoặc coi khinh người khác kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè. Mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Có thể cúng dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số hạn xấu trong năm 2024, người tuổi Thân có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm. Miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cổ đầy. Tuổi Thân có thể thành tâm làm lễ chỉ đừng sa đà quá vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy hay cúng lễ, chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe, thì tự có tựu thành thăng hoa, lười làm lười nghỉ. Gốc yếu thân cục, tưới bao nhiêu nước, cãi bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn xui xẻo mà thôi. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Thân 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Chúc quý cô bác anh chị tuổi Thân năm mới vạn sự cát lành. Thưa quý cô bác anh chị thân mến, qua mỗi video Minh Đường tử vi luôn muốn gửi gắm đến quý cô bác anh chị một điều gì đó để giúp cho quý cô bác anh chị tốt hơn. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời Phật dạy về cách báo hiếu mỗi ngày, phận làm con đừng nên bỏ lỡ. Lời Phật dạy về cách báo hiếu là những phương pháp cách thể hiện lòng hiếu đạo cụ thể thiết thực. Bởi có những người lòng đầy yêu thương nhưng biểu hiện vụng về, không biết làm thế nào cho đúng, mời hướng theo những điều sau. 1. Báo hiếu bằng lời nói và hành động. Tình yêu thương nếu chỉ giấu trong lòng thì không cha mẹ nào hưởng được. Hiếu đạo bằng lời nói dịu dàng và hành động lễ nghĩa mới chân chính là cách để cha mẹ cảm nhận và vui mừng. Nói đi đôi với làm, con cái không chỉ nói yêu cha, yêu mẹ, mà còn phải dùng hành động để biến tình yêu đó thành hiện thực. 2. Báo hiếu khi tuổi nhỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lớn khôn, có điều kiện kinh tế mới có thể báo hiếu, cha mẹ nuôi con không quảng tháng ngày. Không mong rằng sau con lớn sẽ báo đáp công ơn, nên đợi con lớn chỉ là muốn con đủ vững vàng để tự đối diện với cuộc sống mà thôi. Hiếu đạo bắt đầu từ nhỏ, từ việc học hành chăm ngoan không để cha mẹ phiền lòng, từ việc thăm hỏi và vui chơi cùng cha mẹ. 3. Báo hiếu khi trưởng thành. Phúc của một con người là nhìn thấy con cái có thể tự lập, có thể hạnh phúc, có thể tiếp nối dòng giống. Bởi vậy, khi lớn lên, hiếu đạo được thể hiện bằng cách tích cực làm việc, chăm chỉ cố gắng, nghiêm túc với việc lập gia đình và sống sao cho bố mẹ không phải buồn phiền. Những điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha tưởng dễ mà khó, có những việc ngỡ rất bình thường, song không phải ai cũng hiểu. 4. Báo hiếu lúc cha mẹ sai. Lời Phật dạy về cách báo hiếu không chỉ là làm cha mẹ vui, mà còn phải sẵn sàng chỉ ra những sai lầm của người lớn. Đã là con người, ai cũng có khuyết điểm.
Ai cũng có lúc không chín chắn, con cái thấy cha mẹ sai phải lựa lời, lựa thời điểm để khuyên nhủ giúp cha mẹ đi đúng đường, không dung túng chỉ vì đó là cha mẹ mình. 5. Báo hiếu lúc cha mẹ ốm. Sinh lão bệnh tử, vòng tuần hoàn của cuộc đời không trừ một ai, cha mẹ rồi sẽ già yếu, sẽ đau ốm, đó là lúc cần sự chăm sóc yêu thương của con cái, nhất là lúc nâng khăn sửa túi, đỡ đần cha mẹ như lúc họ chăm sóc mình lúc còn thơ bé. Đạo hiếu chính là không nề hà hoàn cảnh, không ngại khó khăn, lúc nào cũng bên cha mẹ. 6. Báo hiếu lúc cha mẹ mất. Khi sống thì phụng dưỡng, chăm sóc, chia sẻ ân cần, khi mất thì thờ phụng cung kính, tưởng nhớ không thôi, đó là đạo làm con. Lễ vu là báo hiếu hàng năm chính là một trong những nghi thức báo hiếu lúc cha mẹ mất, tích phúc, tích nghiệp, ngay cả khi cha mẹ đã xa lìa cõi đời, sinh ly tử biệt cũng không quên ơn nghĩa sinh thành. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.